Tôi đang ở cái đỉnh cao nhất của thành phố Marseille nha. Tại nhà thờ Notre Dame de la Gare. Đức Mẹ Toàn Năng đang là bảo vệ thành phố Marseille. Đã, đang và sẽ luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ thành phố Marseille. Ok. Và wow, đẹp ngoài biển kìa.